thế lực tà đạo luôn tồn tại và âm mưu xâm chiếm nhân gian. Cho dù đã từng bị phong ấn, thì chúng vẫn như một mầm mống tai họa trực chờ ngày tái xuất. Chính vì vậy, biết bao đời võ sĩ đạo đã luôn đứng lên chiến đấu, bảo vệ thế giới trước thế lực tà ác. Và rồi, lưu truyền tinh thần ấy cho các hậu duệ kế cận của mình. Với tinh thần samurai, tinh thần thượng võ, một nét văn hóa đầy tự hào của Nhật Bản, những con người mang trong mình sứ mệnh bảo vệ thế giới khỏi tay bọn tà đạo đã cùng tập hợp với ngọn cờ của gia chủ đời thứ 18 của gia tộc Shiba để cùng chiến đấu đẩy lùi cái ác. Chào mừng các bạn đã đến với JTK Media. Hôm nay, để lan tỏa tinh thần võ sĩ đạo hừng hực khí thế ấy, hãy cùng chúng mình tìm hiểu về bộ phim Samurai Sentai Shinkenger nhé! Đầu tiên, trước khi tìm hiểu về nội dung, hãy cùng nhóm điểm qua một vài thông tin cơ bản của series này. Samurai Sentai Shinkenger là tựa của series Super Sentai thứ 33 do Toei Company sản xuất, được trình chiếu vào ngày 15 tháng 2 năm 2009 đến ngày 7 tháng 2 năm 2010, song song với Kamen Rider Decay trong giờ phim Superhero Time. Chủ đề của bộ phim là truyền thống văn hóa Samurai của Nhật Bản. Bộ phim được lồng tiếng, thuyết minh và phát hành tại Việt Nam bởi hãng phim Phương Nam với cái tên Shinkenger, siêu nhân thần kiếm. Chắc các bạn cũng đã nóng lòng rồi phải không? Chúng ta cùng bắt đầu bước vào tìm hiểu về cốt truyện nhé! 17 năm trước, Gedo Sư, thế lực gồm những linh hồn tà ác sống tại dòng sông Sanju, được dẫn đầu bởi huyết tế Dokoku, đã tràn lên trên nhân giới để xâm chiếm thế giới loài người. Các Shinkenger đời thứ 17, dưới sự dẫn dắt của gia chủ gia tộc Shiba, Shiba Masataka, đã chiến đấu quên mình tới những sức lực cuối cùng. Thế nhưng, Dokoku quá mạnh, thế lực tà ác đã hoàn toàn chiếm thế áp đảo. Và rồi, để ngăn chặn Dokoku, Shinkenred đã dùng hết sức lực còn lại viết văn tự, phong ấn hắn xuống thế giới tà đạo và chút hơi thở cuối cùng. Thế giới đã được bình yên, nhưng mối họa từ Gedo Sư vẫn có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào. Vì vậy, các Shinkenger đã trao lại sức mạnh và trọng trách bảo vệ thế giới cho thế hệ sau của mình, mang sứ mệnh trở thành hộ vệ cho gia chủ của gia tộc Shiba, bảo vệ thế giới và tinh thần võ sĩ đạo. Các hậu duệ đã miệt mài tập luyện ngày đêm và luôn ở trong tư thế sẵn sàng được triệu tập để chiến đấu bất cứ lúc nào. Ngày nay, bọn tà đạo ấy đã phá bỏ được phong ấn và một lần nữa trỗi dậy hòng xâm chiếm thế giới loài người. Chúng chui qua những khe hở, lên trên nhân giới để tàn sát, lấy nỗi đau và nước mắt của con người để dâng đầy mực nước sông Sanju. Truyền rằng, khi nước sông chảy tràn lên nhân giới, huyết tế Dokoku sẽ một lần nữa xuất thế tung hoành, đem tới nỗi khiếp sợ chưa từng có cho nhân gian. Gia chủ thứ 18 của gia tộc Shiba, Shiba Takeru, đã một mình chiến đấu với chúng. Thế nhưng, chỉ một mình anh là không thể đủ đứng lên chống lại Dokoku. Chính vì thế, lệnh triệu tập những hộ vệ của gia chủ nhà Shiba được phát ra để tới sát cánh chiến đấu bên cạnh Takeru. Họ là những người đến từ nhiều vùng miền khác nhau, đem theo cả những khác biệt về mặt tính cách, về cuộc sống. Song, luôn mang trong mình tinh thần võ sĩ bất khuất và đồng lòng hộ vệ cho gia chủ của mình. Sử dụng sức mạnh văn lực Mochikara, họ trở thành Samurai Sentai Shinkenger, hợp sức cùng nhau để chiến đấu chống lại thế lực Gedo Sư và tên thủ lĩnh của chúng, huyết tế Dokoku, bảo vệ bầu trời trong xanh, an lành của Nhật Bản. Để đánh giá chung nhất, thì mình thực sự đề cao cốt truyện của Samurai Sentai Shinkenger. Bộ Super Sentai với phần nội dung được thể hiện rất tốt, chỉnh chu và hợp lý. Về mặt ý tưởng, phim đã đề cao một cách trọn vẹn truyền thống của võ sĩ đạo Nhật Bản. Về ý chí và tinh thần bất khuất, kiên cường, dũng cảm của họ, không sợ hãi hay chùn bước trước bất kỳ thế lực tà ác nào. Bên cạnh đó, phong cách chiến đấu, sử dụng sức mạnh Mochikara và những thanh kiếm Nhật để xung trận tạo nên sự độc đáo mới mẻ cho bộ phim. Về khoản xây dựng cốt truyện, Shinkenger là một series Sentai có nội dung gây cấn, thu hút khi ngay từ tập đầu, phim đã phủ lên sự u tối đáng sợ của thế lực tà ác đối với loài người và quá trình mà các kiếm sĩ được tập hợp để hình thành một đội, đứng lên chiến đấu với những thế lực này. Phim có nhiều những nút thắt,
những tình tiết gây cấn, những cao trào được đẩy lên rất tốt. Ngoài ra, phim còn xây dựng được một thế lực phản diện rất có chiều sâu. Song đồng thời, Shinkenger vẫn có những tình tiết hài hước thú vị đến từ các tuyến nhân vật khác nhau. Và chính sự sắp xếp đất diễn hợp lý cho tất cả các thành viên đã giúp cho Shinkenger giữ được cái nhiệt cần thiết và thu hút người xem theo dõi đến hết chặng hành trình dài. Hơn hết, bộ phim đã đề cao và tôn vinh rất rõ nét ý chí kiên cường bất khuất của các võ sĩ đạo. Những Shinkenger vì một mục tiêu chung mà có thể bỏ qua cả ước mơ riêng, đặt cược cả tính mạng của bản thân. Samurai Sentai Shinkenger đã thể hiện rõ nét tinh thần võ sĩ đạo, tinh thần thượng võ, một nét văn hóa đầy tự hào của Nhật Bản. Tuy Shinkenger là một phần phim chỉnh chu và thu hút, song nó vẫn tồn tại khá nhiều những nhược điểm. Có thể thấy rằng các cốt truyện Sentai do biên kịch Kobayashi Yasuko chấp bút đều mang những đặc điểm khá tương đồng với Mega Ranger, Gingaman, Time Ranger hay thậm chí là Gobuster và Tokyo sau này. Khi một bộ khung cốt truyện được dàn dựng để sử dụng vào tới 5-6 bộ Sentai, khán giả sẽ nghiễm nhiên thấy rõ sự thiếu đổi mới trong phong cách viết truyện của bà Koba. Phim cũng mang một mạch truyện nặng nề, các cú plot twist chồng chéo khiến phần lớn người xem sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi và những khán giả nhí sẽ khó có thể cảm thụ hết những ý nghĩa của bộ phim. Thêm một điều vừa là ưu điểm nhưng cũng đồng thời là nhược điểm của bộ phim. Shinkenger đã xây dựng dàn nhân vật phản diện rất có chiều sâu, song phim đã quá tập trung khai thác tuyến nhân vật này. Tuy những yếu tố khác trong phim đều có đất diễn để thể hiện và tỏa sáng, nhưng mạch truyện vẫn chỉ luôn tập trung khai thác Takeru và thế lực tà ác Gadoshu. Tất nhiên, bởi mang vai trò đội trưởng và là thành viên tiêu biểu nhất trong đội, việc một bộ Super Sentai tập trung vào khai thác Red Senshi cũng không phải là một điều quá vô lý hay chưa từng có tiền lệ trước giờ. Song, cá nhân mình nghĩ, bởi là một loạt phim xoay quanh một nhóm chiến đội nhiều thành viên, đa màu sắc, việc phân bổ đất diễn đồng đều hơn để khán giả được thấy những Senshi mà mình yêu thích được dịp tỏa sáng cũng là một điều nên làm. Vì vậy, theo cá nhân mình đánh giá, Shinkenger thực sự vẫn chưa làm tốt ở vai trò là một bộ Super Sentai và không hướng đến được đối tượng trẻ em một cách trọn vẹn bởi một mạch truyện quá nặng nề và tuyến phản diện được tập trung quá nhiều. Thế nhưng sau cùng, nếu đánh giá dưới góc nhìn khách quan của một khán giả trưởng thành, Shinkenger vẫn được coi là một bộ phim hay, để lại cho mình sự ấn tượng bởi nội dung. Một bộ Sentai với nhiều những nút thắt, những tình tiết hợp lý và thể hiện được rất rõ tinh thần võ sĩ cũng như con người ở xứ sở mặt trời mọc. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về phần nhân vật. Shinken Red, Shiba, Takeru. Là truyền nhân đời thứ 18 của gia tộc Shiba, anh đã được Hikoma nuôi dạy từ nhỏ để trở thành một Shinkenger. Ngay từ thuở thiếu thời, Takeru đã gánh vác trên vai một trọng trách nặng nề. Chính vì vậy mà tính cách của anh rất trầm lặng, ít nói và có phần trách nhiệm. Hành tung của anh cũng khá bí ẩn, như thể đang giấu một bí mật to lớn nào đó. Từ đầu, anh đã phản đối việc tập hợp các hộ vệ vì không muốn họ bị liên lụy tới cuộc chiến cam go này. Chính vì vậy, anh thường tỏ ra thờ ơ với mọi người và luôn làm mọi thứ một mình. Thế nhưng, đằng sau dáng vẻ thờ ơ đó, Takeru mang trong mình một trái tim ấm áp, biết cảm thông, thấu hiểu và quan tâm đến các hộ vệ. Dù luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, Takeru vẫn có những phút giây yếu lòng và chơi vơi. Trong nhóm, anh có mối quan hệ rất tốt với Mako và thường xuyên được cô đưa ra những lời khuyên hữu ích. Ban đầu, anh hay tự tách mình ra khỏi cuộc vui với các đồng đội, nhưng rồi dần dần, anh đã học được cách để mở lòng mình ra, giúp cho anh và các hộ vệ hình thành một sợi dây liên kết bền chặt. Là một tộc trưởng với vẻ ngoài khá cool ngầu, bình tĩnh và không sợ hãi trước tà đạo, nhưng chẳng ai biết được là thiếu chủ của chúng ta lại sợ ma. Nhìn chung có thể nói, Takeru để lại ấn tượng đậm nét cho mình bởi một hình tượng đội trưởng khá nổi bật trong số các đời Red Senshi của Super Sentai. Một chàng trai tự chủ, điềm tĩnh, với kỹ năng chiến đấu nổi bật cùng óc phán đoán nhạy bén. Thêm vào đó là một cái đầu lạnh, luôn bình tĩnh trước nghịch cảnh, nhưng đồng thời là một trái tim nóng,
luôn rất bực để tâm và lo lắng cho những người xung quanh. Sức mạnh của anh bao gồm hỏa văn lực, vũ khí Shinkenmaru, liệt hỏa đại trảm đao, mảnh ngưu công pháo. Anh sở hữu 3 origami bao gồm Shishi origami, Tora origami và Ushi origami. Gia tộc Ikenami là những người đã phụng sự cho gia tộc Shiba suốt 18 thế hệ. Vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, Rinosuke đã được nuôi dạy phải luôn hết mực trung thành với gia chủ của mình. Là một diễn viên kịch Kabuki, nhưng anh phải tạm gác hoài bão để chiến đấu với Gedoshu. Rinosuke là một con người có trách nhiệm, luôn hết mình vì Takeru. Là người sống có nguyên tắc, chăm chỉ và rất nề nếp trong lối sống, có tính quyết tâm lớn và không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn. Chính vì điều này mà anh đã vô tình giúp một hắc nhân tìm lại được ý chí của mình. Tuy nhiên, anh chàng cũng có rất nhiều hành động quá khích khiến cả nhóm phải đau đầu và là nhân tố tấu hài không thể thiếu của cả series. Trong nhóm, anh luôn tỏ vẻ cung kính Takeru, thường xuyên cãi cọ với Chiaki mỗi khi cậu nhóc có thái độ bất kính với thiếu chủ. Khả năng kiếm thuật của Ryo rất tốt, có thể nói là ngang tài ngang sức với gia chủ của mình. Nhưng anh vẫn luôn khiêm nhường và giữ đúng phép tắc. Vì sự nhiệt tình và có trách nhiệm của bản thân, nên anh rất mực được Takeru tin tưởng và giao cho nhiều trọng trách lớn lao. Sức mạnh của anh gồm thủy văn lực, vũ khí Shinkenmaru, thủy tiễn. Anh sở hữu 2 origami bao gồm Ryu origami, Kajiki origami. Là thành viên lớn tuổi và là bà chị cả của nhóm, cô kế thừa vai trò trở thành Shinkenbin từ bà ngoại và mẹ của mình. Từ bé, cô sống cùng bà ngoại để luyện tập miệt mài trở thành một samurai. Thiếu vắng đi tình yêu thương của cha mẹ, không được vui đùa như những bạn gái cùng trang lứa. Vì vậy mà Mako có tính cách rất mạnh mẽ. Nhưng cũng giống như Takeru, ẩn sâu bên trong cô lại là một tâm hồn mong manh. Mako là một cô gái rất tốt bụng, thông minh và vui tính. Cô cũng có sở thích chọc ngoáy vào nỗi đau của các đồng đội, tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. Trước khi được triệu tập, Mako là một giáo viên mầm non. Vì vậy, cô rất yêu trẻ con và hay an ủi các thành viên trong nhóm như cách cô an ủi những đứa trẻ. Có lẽ bởi Mako có một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, nên cô có một mơ ước rất bình dị là được kết hôn, trở thành một người vợ, một bà mẹ bình thường như bao người. Trong nhóm, Mako là một người có cái nhìn sâu sắc, từng trải, luôn quan tâm chăm sóc đồng đội, đặc biệt là Takeru. Cô đặc biệt yêu thích nấu ăn, nhưng khổ một nỗi, cô nấu ăn rất chi là ngon. Những món cô nấu chính là nỗi ám ảnh rất lớn của cả nhóm. Thậm chí, nếu ví nó như vũ khí sinh học hủy diệt thì cũng không ngoa. Sức mạnh của cô là Mochikara, thiên văn lực, vũ khí Shinkenmaru, thiên phiến. Mako sở hữu một origami duy nhất, đó là Kame origami. Chiaki trước khi được triệu tập trở thành Shinkencher thì đang là một học sinh trung học. Anh là một chàng trai năng nổ, hoạt bát nhưng lại khá lười biếng. Kỹ năng chiến đấu của Chiaki là kém nhất so với các thành viên. Ban đầu, anh chán ghét sứ mệnh trở thành hộ vệ cho nhà Shiba và thường xuyên đối đầu với thiếu chủ của mình. Tuy nhiên, sau khi nhận ra được con người thật đằng sau dáng vẻ lạnh nhạt của Takeru, Chiaki đã đem lòng nể phục và tình nguyện trở thành trợ thủ đắc lực cho thiếu chủ. Bên cạnh sự ngưỡng mộ, Chiaki đồng thời luôn mong muốn có thể vượt qua được Takeru. Trong nhóm, Chiaki là người có tính cách trẻ trâu, hài hước, nghịch ngợm, hay phàn nàn và ca thán. Song, anh cũng là nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn, là người luôn vực dậy tinh thần của các thành viên trong những tình thế bế tắc nhất. Sự lanh lợi, nhạy bén và nghịch ngợm của Chiaki cũng đồng thời cho anh một phong cách chiến đấu đầy táo bạo và khôn ngoan để tiêu diệt kẻ thù. Trong nhóm, Chiaki có mối quan hệ thân thiết với Kotoha, anh rất mực quan tâm và thường xuyên che chở bảo vệ cho cô. Có thể, bởi cùng là những thành viên trẻ tuổi nhất của đội, nên giữa hai người họ có những nét đồng điệu cả về tính cách, lối sống và tâm hồn. Sức mạnh của Chiaki gồm Mochikara, mộc văn lực, vũ khí Shinkenmaru, mộc thương.
Chiaki sở hữu hai origami bao gồm Kuma Origami, Kabuto Origami. Trước khi được triệu tập, Kotoha sống ở Tokyo cùng chị gái mình là Hanaori Mitsuba. Trên thực tế, Mitsuba mới là người được thừa kế để trở thành Shinken Yellow. Nhưng vì bệnh tật, Kotoha đã thay thế chị mình tiếp nhận sứ mệnh. Kotoha là người nhút nhát, ngây ngô, hậu đậu và khờ khạo, khá tự ti và thường tự cho mình là kẻ ngốc. Kotoha có tính cách hướng nội, thường hay giấu kín những cảm xúc của bản thân vào lòng. Mỗi khi có chuyện buồn, Kotoha thường hay ngồi một mình để thổi sáo. Tuy nhiên, đằng sau vẻ yếu đuối đó lại là một trái tim mạnh mẽ, không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân. Và cũng bởi là một con người hướng nội, Kotoha lại là người thấu hiểu từng thành viên trong nhóm nhất. Cô cũng là người đầu tiên thấy được sự ấm áp đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của Takeru. Trong nhóm, Kotoha là một cô em út bé nhỏ và tất cả các anh chị lớn đều rất mực bảo vệ. Cô bé cũng đồng thời dành những sự ngưỡng mộ và nể phục rất lớn cho toàn thể thành viên trong đội, đặc biệt là Takeru và Mako. Kotoha là người duy nhất có thể ăn được những món do Mako nấu, mà lại còn khen ngon mới chết chứ. Kỹ năng chiến đấu của Kotoha rất tốt, khiến nhiều fan làm cho Chiaki phải cảm thấy xấu hổ. Vì chỉ là thế thân cho chị gái để trở thành Shinken Yellow, Kotoha luôn cảm thấy tự ti về năng lực của bản thân. Nhưng rồi, dưới sự sát cánh và không ngừng giúp nhau tiến bộ tới từ các thành viên, Kotoha đã chứng minh cho mọi người thấy rằng cô xứng đáng kế thừa danh xưng Shinken Yellow. Sức mạnh của cô gồm Mochikara thổ văn lực, vũ khí Shinken Maru thổ thái đao. Giống với Mako, Kotoha cũng chỉ sử dụng một origami chính, đó là Saru Origami. Là thành viên gia nhập sau cùng, Genta là bạn thân thời thơ ấu của Takeru. Cậu lập nghề bán sushi dạo để kiếm sống và đã tự mình tạo ra Mochikara điện tử. Sau đó, cậu đã xin được gia nhập nhóm Shinken để cùng chiến đấu với Takeru. Nhưng yêu cầu này đã bị từ chối bởi Takeru sợ rằng khi ở cạnh Genta, hình ảnh thiếu chủ mạnh mẽ, uy nghiêm sẽ không còn. Nhưng Genta để chứng minh rằng sự hỗ trợ đắc lực của bản thân cậu là cần thiết và đường đường chính chính gia nhập trở thành thành viên thứ 6 của đội. Genta là con người năng nổ và hoạt bát. Tuy nhiên, mọi hành động của anh cũng rất lố lăng để gây tiếng cười. Anh chính là cây hài lớn của cả nhóm cũng như trong mạch truyện. Cũng từ Genta, truyền thống vỗ tay sau mỗi chiến thắng được thiết lập. Với khả năng sáng tạo văn lực, Genta đã tạo ra chiếc đèn lồng Tagozo để đồng hành cùng mình trong công việc bán sushi và chiến đấu. Khả năng đặc biệt này của Genta cũng góp phần rất nhiều trong việc sáng tạo nên những trang thiết bị mới và những hình dạng hợp thể mới được nhóm Shinken sử dụng sau này. Sức mạnh của anh bao gồm Mochikara, quang văn lực, vũ khí Sakana Maru, kiếm cá thu. Genta sở hữu hai origami là Ika Origami, Ebi Origami. Để nhận xét về tuyến chính diện của phim, cá nhân mình cho rằng các thành viên Shinken đã tạo được rất nhiều thiện cảm và ấn tượng đậm nét trong lòng người xem. Yếu tố đầu tiên là việc các diễn viên đều rất hợp nhãn, đồng đều về nhan sắc. Nét diễn của họ thể hiện được rất rõ tính cách của từng nhân vật và gần như không có ai bị quá lố. Đây cũng là một lý do khiến phim có một sức hút đủ để bản thân mình theo dõi đến hết cả bộ. Là một bộ Sentai mà các nhân vật đều thể hiện được xuất sắc vai trò của mình. Yếu tố tiếp theo nằm ở việc biên kịch đã khá chú trọng phát triển những sự tương tác qua lại giữa toàn bộ thành viên trong nhóm, tạo nên một sợi dây liên kết tự nhiên và bền chặt, giúp cho người xem cảm nhận được tinh thần Super Sentai thông qua tuyến nhân vật này. Thêm vào đó, mỗi nhân vật đều có cho mình những quá khứ, xuất thân cụ thể, cũng như những nỗi khổ tâm riêng, giúp cho chiều sâu và nội tâm của họ được thể hiện một cách rõ rệt, tạo cho khán giả một sự đồng cảm khá lớn. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đôi nét về tuyến phản diện của bộ phim. Nhóm phản diện trong bộ phim lần này là Gedoshu. Chúng sống trong lục môn thuyền, một chiếc thuyền trôi nổi trên dòng sông Sanju, sông Tam Đồ, nơi của người chết. Theo văn hóa Phật giáo,
dòng sông này chứa ba con đường mà kẻ tạo ác nghiệp đều phải trải qua: địa ngục đạo, súc sinh đạo, ngã quỷ đạo. Gia Đô Sư có khả năng chui qua những khe hở để xuất hiện tại thế giới con người. Từ đó mới gây ra những cuộc tấn công nhằm giúp mực nước dâng cao và tràn lên chinh phạt nhân gian. 300 năm về trước, Gia Đô Sư dẫn đầu bởi huyết tế Đô Cô Cư dẫn quân đi xâm lăng Nhật Bản. Dưới tình cảnh đó, lãnh chúa Shiba Restudo cùng 4 hộ vệ của mình đã đẩy lui được Gia Đô Sư về lại sông Sanzu. Và lịch sử cứ tiếp diễn cho tới ngày nay. Vì tuyến phản diện có nhiều nhân vật xuất hiện về sau, nên để tránh làm lộ nội dung, chúng mình chỉ giới thiệu sơ lược về một vài nhân vật tiêu biểu mà thôi. Huyết tế Dokoku là kẻ đứng đầu Gia Đô Sư. Hắn đã đối đầu với các Shinkenchō suốt hàng thế kỷ. Và rồi, hắn đã bị người đứng đầu gia tộc Shiba đời thứ 17 phong ấn. Luôn bị ám ảnh bởi việc phong ấn dưới tay của gia tộc Shiba, Dokoku luôn muốn tìm và tiêu diệt Takeru để tuyệt tự gia tộc này. Chính vì điều đó mà hắn ta luôn chìm trong cơn thịnh nộ. Chỉ có rượu sake và tiếng đàn của Dazu mới có thể giúp hắn bình tâm lại. Dokoku dành một tình cảm sâu sắc cho Dazu. Tuy là kẻ cầm đầu cho thế lực phản diện, nhưng Dokoku cũng là một gã rất quân tử và thượng võ. Honeno Shitari là một tên bạch tuộc già nua luôn bên cạnh và làm quân sư cho Dokoku. Shitari luôn mong ngóng cho sự trở lại xâm chiếm thế giới của Dokoku và quân đoàn Gia Đô Sư. Hắn chỉ xem con người là phương tiện giúp dân nước sông Sanzu lên nhân giới. Bạc Dì Dazu là cánh tay phải đắc lực của Dokoku và được hắn rất mực sủng ái. Ả ta thích sưu tầm những thứ xinh đẹp và có sở thích chơi đàn shamisen. Tiếng đàn của ả đã giúp xoa dịu đi cơn thịnh nộ của Dokoku. Dazu có một quá khứ đau buồn trước khi bước vào con đường tà đạo mà không thể buông bỏ. Dazu được khai thác song song và trở thành một đối cực rõ rệt của Mako về mặt tư tưởng. Dazu không góp quá nhiều vai trò vào việc tiêu diệt nhân giới. Ả ta chỉ thích bắt con người để dệt áo và sửa đàn. Điều đó cũng có thể giúp góp phần vào việc dâng nước sông Sanzu. Phủ phá Zuzo là thành viên bí ẩn của Gia Đô Sư, hiểu rõ được khả năng của dòng sông Sanzu hơn bất kỳ Gia Đô Sư nào khác. Từng là một kiếm sĩ khát máu, đến dòng sông Sanzu khi còn sống, nên thân xác của hắn đã bị hóa thành một Gia Đô Sư. Song, Zuzo vẫn có thể duy trì hình dạng con người. Nếu như Dazu được xây dựng để trở thành đối cực cho Mako, thì Zuzo là một kỳ phùng địch thủ không thể xem nhẹ của Takeru. Hắn là một thử thách vô cùng đáng gờm trên con đường tìm lại bản thân của Takeru, giúp cho Takeru ngày một hoàn thiện bản thân cả về lý tưởng và kỹ năng chiến đấu. Để nhận xét về phản diện của bộ phim này, mình đánh giá đây là một tuyến phản diện rất có chiều sâu, thể hiện rất rõ phong cách viết về phản diện của biên kịch Kobayashi Yasuko. Các nhân vật tạo hình dựa trên truyền thuyết yokai mang đậm nét văn hóa của Nhật Bản. Các nhân vật phản diện đều có những góc khuất, những nỗi niềm và câu chuyện riêng, cùng lênh đênh trên chiếc thuyền cũ nát của dòng sông Sanzu. Ngay cả là tà đạo thì họ cũng có những câu chuyện, những ám ảnh và nỗi đau để phải dấn thân vào con đường tà ác này. Tuy đã được khai thác quá nhiều trong mạch truyện, nhưng chính vì chiều sâu mà dàn phản diện mang lại, chúng ta có thể hiểu được trọn vẹn nội dung của Shinkenchō. Ở mục cuối cùng trong bài review ngày hôm nay, mình sẽ nhận xét về phần âm nhạc. Hai ca khúc chủ đề chính của bộ phim bao gồm Samurai Sentai Shinkenchō do Psychic Lover thể hiện và Shirokuji Muchu Shinkenchō do Takatori Hideaki thể hiện. Hai thành viên nổi bật của Project R có lẽ cũng không còn mấy xa lạ đối với các bạn. Cụ thể, Psychic Lover là người đã hát ca khúc opening cho Deka Ranger, còn Takatori Hideaki thì góp giọng chính cho bản opening Hurricane huyền thoại. Phần âm nhạc của Shinkenchō có lẽ không có điểm gì để chê cả. Tất cả các bài nhạc đều vô cùng bắt tai và hoàn thành rất tốt qua vai trò của mình. Đặc biệt, Shinkenchō còn tạo ấn tượng vô cùng tốt cho mình ở phần background music, khi góp một vai trò vô cùng đắc lực trong việc dẫn dắt cảm xúc của người xem. Vậy, trên đây là bài review đánh giá của RTK Media chúng mình về Samurai Sentai Shinkenchō.
Nhìn chung, Shinkenger là một bộ phim khá hoàn thiện nếu so sánh với mặt bằng chung của các bộ Super Sentai. Phim đem đến những sự thu hút rất riêng về nội dung và tinh thần samurai bất khuất được truyền tải trọn vẹn. Thêm vào đó là rất nhiều những nút thắt, những mâu thuẫn, nghịch lý và sự khai thác đồng đều cả các tuyến chính diện và phản diện. Tất cả đã giúp cho Shinkenger tạo được một dấu ấn tốt trong lòng khán giả. Nếu các bạn có nhận xét khác về bộ phim, đừng quên để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Và nhớ like, share và subscribe để tạo động lực cho chúng mình ra mắt thêm nhiều video thú vị hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Siris của RTK Media. Xin chào và hẹn gặp lại. Xong rồi. Anh Nhật đã tất cả phong ấn. Cậu là cuối cùng. Joker! Tôi và cậu là 戦うことでしか分かり合えない!